rất vui mừng được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Alan Di Phong. Và mến chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe, may mắn cũng như là bình an sẽ đến với gia đình anh chị. Và thời gian gần đây thì như em đã chia sẻ cũng như một số bạn livestream trước đó anh chị, là cái Humic Acid 322, một dòng phân bón mà trước đây kích rễ, làm bộ rễ khỏe và sạch giá thể đã quay trở lại rồi anh nha. Thì cái dòng này lâu lắm rồi nó mới quay trở lại. Và ngày hôm nay em đứng chia sẻ anh chị là cái công thức để làm cái bộ rễ vừa hiệu quả nhưng vừa tiết kiệm hơn anh chị. Thì trước đây thì Super Thai Việt Nam là một giọt, acid humic là 2C, Atonic là từ 1 tới 2 giọt, anh chị pha chung cái hỗn hợp ba cái loại này trên 1 lít nước và đã thành công rất là nhiều anh nha. Tuy nhiên là có thời gian nó hết hàng và ngày hôm nay quay trở lại. Thì nếu mà có đủ điều kiện anh chị tìm mua Super Thai Mỹ humic 322, cái dòng này với lại là một gói Atonic để anh chị về anh chị thể thử nghiệm. Và ngày hôm nay nếu anh chị nào có điều kiện thì anh chị có thể tìm mua cái những dòng đó. Còn ngày hôm nay em đứng chia sẻ anh chị cũng giống như một cái phiên bản kích rễ trước đó. Tuy nhiên cái này thì nó rẻ hơn, nó cũng hiệu quả, em thấy cũng tương đương nhưng mà rẻ, tiết kiệm. Em chia sẻ của anh chị thì trên thị trường anh chị có thể tìm mua chai Rain Forever này tầm khoảng hơn 100.000. Đây được mệnh danh là Super Thai Việt Nam nha, cái mẫu mã nó cũng giống Super Thai Việt Nam, là nó rẻ hơn. Nói chung là cái chai 60ml hiện tại đã 200 mấy rồi, nhưng mà chai này 100ml có 100 mấy à anh nha, cũng rất là mạnh. Và anh chị tìm mua Humic 322 rồi. Atonic thì anh chị nào có cũng được, hoặc là anh chị có thể tìm mua cái của cái dòng phân của ABC nè, Atosin, nó cũng giống như Atonic nhưng mà thế hệ sau. Nó giúp bộ rễ anh chị phục hồi rất là nhanh chóng hơn anh nha, tập trung vào bộ rễ và kích thích đó anh chị, để phân nhánh ra rất là mạnh, nên em chọn Atosin này để phối. Và công thức em phối như sau: Atonic Việt Nam anh chị 1cc, Humic 322 2c, cộng chỉ cần thêm một giọt Atosin này thôi anh chị, một giọt nha. Ba cái hỗn hợp này anh chị pha trên một lít nước và anh chị phun vào buổi sáng 4 ngày một lần thì anh chị sẽ có được những cái chậu lan ra rễ rất là tốt. Và em đã ứng dụng thành công trên một số cái đa số những dòng phong lan, như cây chậu ngọc điểm này anh chị, ra rễ khá là tốt và nó phân nhánh rất là nhiều anh chị đâu, trên cái nền tảng là rễ cũ và nó ra rễ rất là mập. Thì nếu mà ra rễ cỡ này rồi anh chị chỉ cần là phân cá, anh chị kèm theo là super canxi thôi, nó ra bộ rễ đầu xanh nó ra. Mà khi mà được ngọc điểm mà ra bộ rễ này rồi á, nó hấp thụ nước với phân bón là nó nuôi lá. Nói chung là giờ tới Tết thì nó sẽ bự lên rất là cao to anh nha. Rễ trên nền tảng rễ cũ nè, những cái rễ hư nè anh chị thấy không, hư rồi thì nó sẽ ra những cái rễ đầu xanh mới nè. Đây anh chị thấy không, thì thấy rất là hiệu quả nha. Đối với cái bộ này thì nó cũng rồi, đối với những cái cây mà trồng lại nó lên cây con nè, như cái đây cây là cái Dendro Mekong, anh chị thấy ra rễ mà rễ tủa xuống luôn này, xịt toàn bộ thân lá. Thì những cái cây trên đây nè anh chị thấy nó ra rễ mà rễ mê luôn anh chị, như giá luôn, rất là đẹp. Và đối với đây Dendro ngọc điểm, đối với những chậu cát nè, cát em trồng lại bằng vỏ thông, anh chị thấy từ một rễ mới mà nó phân nhánh nè, nó phân nhánh nè, rễ cũ nó phân nhánh ra 3-4 rễ luôn á. Đây chị thấy nó phân nhánh rễ rồi chưa? Còn đối với những cái giả hành phía trên nè, rễ nó ra mập bù luôn, đầu rễ xanh ra dữ lắm. Đó là trên cát là da nè, anh chị thấy mới vô trồng á thì nó không có gì hết, nhưng mà không có rễ đâu, tự thân nè, nhưng mà rễ giờ nó bám chặt giá thể luôn á anh chị, em giật da không nổi luôn á anh nha. Thì ấy, và một điều nữa là khá thú vị nữa anh chị, là khi mà anh chị tự mua những chậu bà liễu size 12, đợt rồi em có tri ân anh chị với giá 40.000 á, thì ngày hôm nay trồng lại á, được cho anh chị. Đây là sơ dừa mới, đây sơ dừa cũ nha, anh chị nhìn anh chị có thể hình dung được nha. Và đây nó chưa ấy nữa thì nay nó ra rễ nè anh chị, nhảy cây con khá là tốt, anh chị thấy ra rễ đầu xanh nè, bên này nè đó, nó ra rễ rất là tốt. Thì chút xíu nữa em sẽ trồng lại chậu này. Và có một điều em lưu ý như vậy anh chị, thì nói chung là về cái humic này á, rồi Super Thai, rồi Atonic hoặc đầy ca mông gì cũng được anh chị, nhưng mà cái những cái đó thì nó hiệu quả nhanh nhưng mà tốn tiền nhiều. Em vẫn ưu tiên anh chị có thể sử dụng đó nha, nhưng mà anh chị nào có thể là vẫn cái hiệu quả như vậy nhưng mà giá thành rẻ hơn chút xíu thì anh chị có thể tìm mua những cái loại này anh chị, như công thức hồi nãy em để trên màn hình á. Và hy vọng rằng anh chị sẽ áp dụng thành công, sẽ có được những cái chậu lan ra rễ thật là đẹp.
Và nếu mà anh chị đã ứng dụng thành công rồi á, anh chị nhớ để lại phần bình luận hoặc nhớ khoe với Hoa Lan Vifong nha. Và rất là vui anh nha. Combo 5 em cũng được đánh chia sẻ đánh giá rất là tích cực. Cũng giống như là cái gần đây nhất là cái chậu kiều á anh chị. Cái chậu kiều mà em kích bằng Kiwi á thì anh chị ứng dụng cũng khá thành công và anh chị phản hồi lại á thì cũng rất là vui. Và có một điều vui hơn hết đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm á thì một số anh chị nói là bán hàng gì đó thì có những cái mà phản hồi lại á thành công vậy á, em cũng lấy làm động lực em sẽ làm những clip tiếp theo và hy vọng rằng đợt này anh chị sẽ có những cái chậu lan ra rễ thật đẹp và phản hồi về Hoa Lan Di Phong. Hoa Lan Di Phong sẽ đăng lên khoe trên fanpage. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị trong những clip lần sau. Hy vọng có những cái bộ rễ thật đẹp nha. Xin chào cả nhà.